Tôi đang chờ nhận ý kiến từ các anh chị nha. Các anh chị có thể cho gửi giùm tôi ý kiến xem coi là các anh chị xem phim offline được tới đâu rồi. Các anh chị làm bài kiểm tra trực tuyến được bao nhiêu phần trăm, mà thậm chí cho tôi một cái nhận xét về cái đề đó luôn cũng được. Hiểu không ạ?
Chỉ có chào không à hả? Anh chị có thể cho nhận xét luôn về cái bài, cái đề khó quá, dễ quá như thế nào luôn nữa cũng được luôn nữa. Đúng không ạ? Chưa hiểu cách làm class là sao ta? Nói câu đó tôi cũng không biết giải thích như thế nào nữa. À anh Võ Hoàng Vũ à, cái cách dạy của tôi á là không phải dạy một một cái vấn đề nào đó tôi dạy hết rồi sau đó chuyển qua vấn đề khác, tại vì trong thực tế nó không không phải là như vậy được đâu. À, mà một cái vấn đề á, tôi sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần à, chứ còn không phải là chỉ là một cái vấn đề. Ví dụ tôi dạy liên tiếp dạy hết không bao giờ, tôi cũng sẽ mở đầu trước, mảng cũng vậy, tôi mở đầu một chút đó. Rồi, cái đó là về mặt sư phạm đó, thấy không ạ? À? Cái giáo trình là giáo trình em book là có đầy đủ lắm rồi, mà sao các anh chị cứ hỏi giáo trình hoài à? Đâu có cần tạo class cái gì đâu, tôi đâu có yêu cầu tạo cái class nào đâu. Nào bữa hôm nay thì làm tôi sẽ giải cái bài kiểm tra trực tuyến và kết hợp tôi nói đến cái xử lý về tính toán theo công thức thôi. Cái với cái yêu cầu của đề bài như thế này á thì là chúng ta phải phân tích ra cái nhập và cái xuất là cái gì. Đó. Luôn luôn á, chúng ta phải phân tích ra cái nhập và cái xuất. Sau đó chúng ta mới xây dựng được cái thuật giải. Có cái biến nhập này là chúng ta mới khai báo được những biến nhập, có biến xuất này chúng ta mới khai báo được những cái biến xuất. Tức là từ cái phần nhập này là chúng ta sẽ dẫn nó đến đây. Đẩy nó đến đây. Từ cái phần xuất này là chúng ta dẫn nó đến đây. Đó. Rồi có cái biến nhập này là chúng ta sẽ có cái phần là nhập liệu ở đây. Có cái biến xuất này là chúng ta có cái phần kết xuất ở đây. Đó. Chỉ còn lại cái phần xử lý này á thì là nó tùy theo và cái dạng xử lý. Thì từ trước tới giờ á là tôi chỉ cho các anh chị làm việc theo cái công thức là chủ yếu thôi. Cái lệnh if, lệnh đẻ nhánh tôi có nói đến nhưng mà rất là đơn giản. Thấy không ạ? Thì bữa hôm nay á là cái công thức này á thì trong cái phim offline tôi cũng đã nói nhiều lắm rồi. Thì thông qua cái bài sửa là tôi nói chính xác lại thêm về cái diện công thức này thôi, chứ cũng không có cái gì là mới. Từ trước tới giờ chúng ta học á là học theo công thức đó. Từ trước tới giờ là những cái tính toán chúng ta đều có cái công thức hết. Còn cái hai là theo điều kiện hay theo quy định gì đó nó là rẽ nhánh, tức là khi tính thế này khi tính thế kia thì chúng ta phải dùng lệnh if. Rồi cái dựa vào vòng lặp này á, là chúng ta sẽ có một cái vòng lặp à, dùng vòng for ở trong cái việc đó. Thì tất cả những phần này tôi đều dạy rồi hết rồi chứ không phải như vậy rồi. Đều dạy rồi hết nhưng mà mở đầu một chút thôi, mảng thậm chí cũng có một chút đó. À, thì hôm nay là chúng ta sẽ học kỹ. À, tự ôn lại thôi chứ không ai học kỹ gì, tất cả những bài chúng ta đều là tính toán theo cái công thức hết trơn đó. Mà kết hợp gì đó tôi sẽ giải cái bài kiểm tra trực tuyến trong tuần sau á, là các anh chị sẽ học cái xử lý rẽ nhánh nào à. Và thứ ba tuần tới nữa là chúng ta học mảng và cái xử lý lập, chúng ta quay lại chúng ta học mảng một lần nữa. Và tôi xin lỗi nha, tôi không thể nào tôi dạy được hết trơn mà theo cái dạng rằng tôi dạy ví dụ như dạy lập lập hết mảng, dạy mảng hết, dạy tận cùng nó luôn, học ít lại ít hết luôn nữa. Cách dạy như thế theo theo cái suy nghĩ riêng của tôi là rất là cổ điển và nó không thích hợp trong cái ngữ cảnh để học về cái chuyện lập trình à, không thích hợp ở trong cái việc đó. Mà à, chúng ta học giống như là chúng ta đi một cái đường xoắn ốc vậy đó à, chúng ta đi vòng quanh ở trên núi á, mỗi lần như thế nó cũng cùng một cái vị trí đó à, nhưng mà ở một cái độ cao cao hơn à, càng ngày nó càng cải tiến, càng ngày cải tiến. Cũng cùng những cái vấn đề này á, là các anh chị sẽ còn được học trong kỹ thuật lập trình. Cũng cùng cái bài tập này luôn nữa là các anh chị sẽ làm lại trong lập trình hướng đối tượng y hệt thôi, mà cái cách dạy chúng ta nó sẽ khác đi à, không không phải là chúng ta dạy một lần là ra được hết đâu, đúng không ạ? Và cái đó thì nó lại cái cách dạy này thì cái kinh nghiệm của tôi thấy rằng nó thích hợp cho những anh chị mà học từ xa. Là có một số anh chị á, là tôi vẫn cố gắng tôi quay trở lại tôi nói lại cái cũ à, để tôi ôn lại nhưng mà trong chừng mực nào đó thôi nha. Nào bây giờ là tôi sẽ nói đến cái bài kiểm tra của chúng ta à.